Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày giáp Tết ở miền Trung, nhiều nơi sẽ vẫn có mưa nhỏ, trong khi đó thì ở Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng đẹp. Dự báo ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Tuy Hòa có mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ tại các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh, Đông Hà và Huế sẽ là từ 15 đến 20 độ. Còn đối với các thành phố như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay Quy Nhơn sẽ cùng chung mức nhiệt 24 độ, trời se lạnh. Riêng tại Nha Trang và Phan Thiết thì có nắng ấm với mức nhiệt cao hơn hẳn từ 27 đến 30 độ. Thời tiết ở Huế dịp cận Tết này thì khá là bất tiện cho mọi người xuống phố sắm sửa, bởi từ ngày mai cho đến ngày 30 Tết thì sẽ đều có mưa trong ngày và khá lạnh với nhiệt độ là từ 20 đến 22 độ. Nhưng mà rất may, bước sang ngày đầu tiên của năm mới thì trời lại không mưa và thậm chí là đến trưa chiều còn hửng nắng, giúp cho không khí ấm lên rất nhiều với mức nhiệt là 26 độ. Quý vị chúng ta có thể thoải mái xuống phố vui chơi ngày đầu năm. Thế nhưng mà tiết trời khô ráo thì sẽ không kéo dài lâu, bởi sang đến chiều tối ngày mùng 2 Tết, mưa có thể quay trở lại rồi tiếp diễn sang ngày mùng 3. 7 ngày tới ở Quảng Trị thì cũng sẽ mưa nhiều với mức nhiệt phổ biến là từ 19 đến 21 độ. Nhưng mà sang đến ngày mùng 1 và mùng 2 Tết thì ban ngày mưa tạm giảm và có nắng, nhiệt độ vào khoảng là 25 độ, thuận lợi cho mọi kế hoạch du xuân của du khách trong dịp này. Và với ngoại hình rất giống mèo thật lại có phong thái vô cùng đáng yêu, linh vật mèo tại Quảng Trị khi vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân và du khách, hứa hẹn đây sẽ là một điểm chụp ảnh lưu niệm rất đẹp vào dịp Tết Nguyên đán này. Ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay tại đường Hoa Nguyễn Huệ cũng sẽ có tới 32 linh vật mèo với nhiều sắc thái và biểu cảm khác nhau, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn du khách. Và thời tiết ở đây thì cũng sẽ rất đẹp, ban ngày không mưa, nắng vừa phải với mức nhiệt là từ 31 đến 32 độ. Riêng ngày mùng 3 Tết thì trưa chiều có thể lên là 33 độ, quý vị chúng ta sẽ cảm thấy nóng nhẹ đấy ạ. Với khu vực Tây Nguyên, ngày mai trời nắng cả ngày nhưng mà không hề nóng, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố sẽ là từ 25 đến 28 độ, riêng tại Đà Lạt là 20 độ. Người dân và du khách ở Buôn Ma Thuột thì không chỉ được hưởng thời tiết đẹp vào những ngày trước Tết mà còn cả sau Tết nữa, bởi tiết trời nắng ráo sẽ duy trì từ ngày 27 cho đến tận ngày mùng 3 Tết. Trong ngày thì nắng yếu nên là không khí vẫn rất mát, nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ từ 25 đến 28 độ. Về đêm thì trời vẫn rét với mức nhiệt là từ 17 đến 20 độ. Người dân ở thủ đô Hà Nội thì cũng sẽ được đón năm mới trong tiết trời khô ráo. Còn về nhiệt độ, từ ngày mai cho đến ngày mùng 1 Tết sẽ có xu hướng tăng dần và ấm áp. Sang đến ngày mùng 1 Tết thì nhiệt độ sẽ tăng lên ở mức là 21 độ, trời nắng ấm. Tuy nhiên thì sau đó đến ngày mùng 2, một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường mới sẽ tràn về, khiến nhiệt độ giảm xuống, trời rét. Đến ngày mùng 3 Tết, nhiệt độ cao nhất sẽ chỉ còn là 17 độ mà thôi. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết trong một số thành phố du lịch khác trên cả nước.